Ai bảo bà là tôi phải bán nhà trả nợ? Nói linh ta linh tinh. À, là vì thằng con trai tôi nó muốn đón bố mẹ về để chăm. Ừ, thì bây giờ mình già rồi, con cái nó muốn chăm, không lẽ lại từ chối à? Mà về đây á, tôi chả phải làm gì, suốt ngày chỉ ngồi chơi thôi đây này. Chị Thương, cái hộp chim hầm ở trong tủ lạnh là chị lấy chị ăn ạ? Để trong tủ không ăn để làm gì? Ơ, mà làm nhạt tẹt ra, tí mũi cũng tiếc. Chị Thương, sao? Thì tôi thấy không ngon tôi góp ý. Hay là tiếc? Góp. À. Ừ. Đấy, dạ. Hôm qua cái này bị báu lắm ấy. Cái gì đấy? Có cái chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Mẹ ra mà xem. Con dâu mẹ đang tiếc con miếng ăn đấy. Cứ làm như báu lắm. Ôi chị sao? Thương, chị đứng ở đây em nói chuyện đã. Sao? Mà muốn gì? Ôi giời ơi, có mỗi cái miếng ăn thôi mà phải làm ầm ĩ lên thế. Cùng lắm là mai tôi mua lại cái con khác. Có phải vàng bạc châu báu gì đâu mà đến nỗi khó khăn. Mẹ ơi, cái này là hồi sáng con có dặn mẹ rồi ạ. Ừ thì tôi quên. Nhưng mà bây giờ chị nó đã chót ăn rồi thì thôi, sao phải nhiếc móc chị thế? Thưa mẹ, con phải nói bởi vì là có lần này thì sẽ có lần khác. Bây giờ thì tất cả mọi người đều đang sống chung một nhà. Có những thứ có thể dùng chung được, nhưng mà có những thứ sẽ phải rạch ròi để tránh mất lòng về sau. À, thì ý của mợ là bây giờ đồ ăn thức uống ở trong nhà là con với mẹ không được động vào đâu đấy. Mợ thích rạch ròi chứ gì. Bây giờ chị muốn thế nào, chị nói luôn ra, không cần phải vòng vo nữa. Ý của em là từ bây giờ nếu mà em nấu món gì cho các cháu, em sẽ ghi chú ở trên hộp. Con xin mẹ với lại chị để ý ở trên đấy dùng con ạ. Ở trong nhà tắm thì dầu gội với lại sữa tắm mọi người có thể dùng chung được. Nhưng mà dùng xong thì cố gắng xếp gọn lại. Đừng để là người sau đi vào lại phải dọn cho mình. Ôi dạo ơi, cứ làm như gọn gàng lắm ý. Với lại mỹ phẩm ở trong phòng của con cũng không quen dùng chung với người khác. Và điều cuối cùng, từ bây giờ là con sẽ không bước chân vào phòng Sam So nếu như mà mẹ với chị không có ở nhà. Thế cho nên là con mong là cả chị với mẹ cũng sẽ làm điều như thế với phòng của con ạ. Ý của chị là chị muốn rạch ròi đúng không? Thế tôi hỏi chị nhá, sắp tới đây Sam So nó nghỉ học, thế chị định tính thế nào? Hay là chị cứ dúi cho tôi, không cần phải mở lời nói với tôi câu nào hết? Vì bây giờ chị thấy tôi dỗi việc, tôi ăn nhờ đậu nhà chị, cho nên đương nhiên là tôi phải làm ô xin không công như nhà chị. Tôi phải trông Sam So. Con chào bà nội, con chào bé Thương, con chào mẹ. Con à, bố mua nhiều đồ ăn cho con thế này. Này, cái bọn này nghịch như giặc đấy nhá. Anh lùa mãi mới chịu về đấy. Sao đấy? Lại có chuyện gì à? Dao ơi! À, chim hồng của con đâu mất rồi? Chim hồng của em đâu mẹ?